Và chúng ta hãy cùng đến với sự tình hình nhí tiếp theo. Em Trần Đăng Khoa, xin mời. Rồi, cảm ơn Hero Boy. Xin chào Khoa. Dạ. Con hãy gửi lời chào và giới thiệu bản thân mình nào. Dạ, con chào cô Gil, chú Chính Thành, cô Harry Won, cô Diệu Nhi và chào quý khán giả đang coi chương trình. Con tên là Trần Đăng Khoa, mọi người hay gọi con là Teppy. Năm nay con 11 tuổi và tài năng của con là nhảy hip hop. À, thấy cái chân đứng giới thiệu là thấy nghi nghi rồi. Nó còn không đứng yên được nữa kìa. Giờ ra đây chỉ đợi nhảy thôi anh ạ. Con, tại sao con mê nhảy? Con cứ nghe nhạc là con cứ nhún nhảy thôi, là mẹ con phát hiện ra và mẹ con đưa con đi tập nhảy. Con là nhảy theo kiểu tự phát hay là con muốn hướng theo hướng chuyên nghiệp? À, con muốn hướng theo hướng chuyên nghiệp. Con tham gia siêu tài năng nhí là con muốn thử thách chính bản thân mình và để con coi là giới hạn của mình là ở đâu để có thể tập thêm và chinh phục thử thách của ban giám khảo. Teppy là một cậu bé rất là thông minh và có một cái phần đặc biệt trong người là có tính rất nghệ sĩ và phần cảm nhận âm nhạc là tự nhiên ở bên trong con người. Teppy có một cái cách nghe nhạc rất riêng và rất đặc biệt. Teppy lúc nhảy thì rất nội lực, rất là nghệ sĩ, nhưng mà lúc ở ngoài tập luyện thì vẫn còn rất là nhút nhát. Chính vì lý do đó là hãy muốn cho Teppy có nhiều cái trải nghiệm hơn trên sân khấu để bản lĩnh hơn và bộc lộ được cái tính nghệ sĩ của mình nhiều hơn. Con là Teppy, con là siêu tài năng nhí, mọi người hãy ủng hộ cho con nhé. Cha giỏi à. Ê. Một màn biểu diễn thấy không phải dạng vừa đâu. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem siêu tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.